Linh này. Dạ. Mẹ biết chuyện con mấy cái cô Hoàn ở ngân hàng ấy. Mẹ nói câu này, có cái gì con cũng đừng để bụng nhá. Không ạ, mẹ cứ nói đi ạ. Đúng là việc xấu, người xấu thì cần phải trừng trị. Thế nhưng mà con tát người ta ngay giữa cơ quan đoàn thể, mẹ thấy là không nên. Vâng, lúc con cũng nóng tính quá nên con không kiềm chế được mẹ. Con người mà tranh giao khỏi hỉ nộ ái ố, thế nhưng cũng phải biết kiềm chế, tránh cái việc đáng tiếc không hay xảy ra. Dạ, con biết rồi mẹ, con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Con có biết mẹ giữ được nếp nhà bình an đến ngày hôm nay là do bí quyết nào không? Đơn giản lắm, một điều nhịn là chín điều lành thôi đấy. Vâng, nhưng mà nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng ấy mẹ. Đúng, không chỉ là có gió còn có giông bão ấy chứ. Nhưng mà lúc nào giông bão cứ chạy về nhà mình là an toàn con ạ. Mình cứ chạy về nhà rồi đóng chặt cửa lại, thế là mọi giông bão đều phải dừng ở ngoài hết. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Con thấy mình may mắn khi được làm con dâu của mẹ. Từ ngày con về nhà mình đến bây giờ, con được mẹ chỉ dạy cho con nhiều điều để con biết đối nhân xử thế hơn. Cảm ơn mẹ. Con sao vậy? Trong mắt con có vẻ buồn. Con không sao ạ. Anh Khang biết mẹ nằm viện nên là cũng muốn gọi điện hỏi thăm mẹ. Nhưng mà lúc nãy mẹ chợp mắt nên là con không đưa điện thoại. Khang nó làm về kinh doanh, lo đủ thứ việc, con nói với nó làm gì để cho nó lo. Đàn ông ra ngoài mệt mỏi, thèm bữa cơm nóng vợ nấu. Về nhà thấy không khí gia đình ấm cúng, thế nên các cụ mới nói rồi, phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình, làm vợ, làm mẹ, nhưng cũng phải làm bạn của chồng. Sao chồng có chuyện gì cũng muốn chia sẻ với mình thì gia đình mới bền chặt, ấm cúng chứ. Vâng ạ, con sẽ làm như vậy ạ. Nếu như lần này... Nếu mà làm sao? Nếu như lần này mà anh Khang thu xếp được thì con cũng sẽ xin nghỉ mấy ngày để cả nhà cùng đi du lịch. Sau chuyện xảy ra vừa rồi với Phương, con cũng muốn bù đắp cho con bé. Bấy lâu nay con cũng mệt mỏi rồi, con nên thu xếp cho cả nhà đi chơi với nhau, để gia đình gắn kết với nhau. Tất cả là lỗi tại con, tại cái tính áp đặt của con nên anh Khang mới ít chia sẻ. Còn cái Phương thì con sai quá rồi mẹ ạ. Ngay cả cái chuyện mẹ đi viện cũng là lỗi của con. Đúng ra thì con phải đưa mẹ đi khám lại sớm hơn. Con đừng tự dằn vặt mình nữa. Chuyện đúng sai thì cũng qua rồi. Giờ con phải tươi tỉnh lên. Bản thân mình mà không có sinh khí thì làm sao nhà mình ấm cúng được. Vâng ạ, con sẽ như vậy ạ. Con sẽ cố gắng để mẹ và mọi người không phải buồn, không phải chịu đựng với con nữa. Con sẽ thay đổi ạ. Người nhà với nhau, thương nhau còn chưa hết, sao con lại nói là chịu đựng?
Con có biết biểu hiện về tâm lý của cái Phương vừa rồi không? Con có biết ạ. Tại cháu học nhiều quá nên mệt mỏi. Với lại nhà con cũng kỳ vọng quá. Vậy còn con? Con có kỳ vọng hay quan tâm thái quá đến con của con không? Hay như thế nào? Khi cái Phương nó bị khủng hoảng tâm lý thì các con là bố là mẹ, các con đang ở đâu? Tại con công việc nhiều quá, về đến nhà thì cháu đã ngủ rồi. Còn Thuận con thấy căng thẳng mệt mỏi nhiều việc nên con cũng không muốn... Con có bao giờ nghĩ điều gì con cần ưu tiên trong cuộc sống hơn cả không? Đương nhiên là gia đình ạ. Mẹ mừng là con nói như vậy. Nhưng một khi con đã xác định như thế thì con phải dành thời gian cho gia đình, cho vợ của con, cho con của con chứ. Nhiều khi chập tối mẹ sang bên nhà thấy mâm cơm vẫn còn đậy nguyên, một bàn tay vỗ không thành tiếng. Cái Thuận nó cần con, cái Phương lại càng cần con hơn. Con biết à? Thế cho nên con có trách Thuận gì đâu. Mẹ cũng hiểu được cảm nhận của con, đã nhường nhịn, đôi lúc chịu đựng, rồi né tránh va chạm. Nhưng điều mẹ mong muốn là không phải né tránh, mà là chia sẻ, cởi mở, để vợ chồng hiểu rõ nhau hơn, để hiểu cảm xúc của con cái mình hơn. Con xin lỗi ạ. Đúng là đợt vừa rồi con mải mê công việc quá, thế nên vợ chồng con cái ít có thời gian ở bên nhau. Nhất là cái Phương, trong lúc này nó cần sự vững chãi, điềm tĩnh của một người cha. Con hiểu ạ. Con sẽ sắp xếp công việc, dành thời gian nhiều cho gia đình hơn. Giờ chỉ còn mẹ với con. Mẹ muốn bàn với con về chuyện số vàng của bà ngoại để lại cho con bé. Con vẫn nhất quyết không cho con bé nhận sao? Về chuyện này con suy nghĩ rất nhiều. Đúng là chỉ vì con ích kỷ mà cháu Trang nó thiếu thốn tình cảm mẹ. Mẹ hiểu là con có nỗi buồn trước đây với cuộc hôn nhân với mẹ của Trang. Mẹ vui khi thấy Linh mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình của con. Linh cũng mang lại cho Trang tình cảm không bị thiếu hụt gia đình. Mẹ mong con mở lòng hơn nữa. Trang cũng đến tuổi trưởng thành rồi. Rồi một ngày không xa, con với tư cách của một người bố, con sẽ dắt tay con bé để trao cho chồng của nó. Trước đây con có thời gian khó khăn nên suy nghĩ cực đoan. Nhưng mà suy cho cùng ấy, cháu Trang lớn lên cần tình cảm của cả bên nội lẫn bên ngoại. Vì dằn vặt của quá khứ mà con quên đi mất rằng cả con lẫn cháu Trang đều xứng đáng được yêu thương. Con hiểu là không thể cấm cản, bắt ép người khác sống theo ý muốn của mình được. Còn về chuyện số vàng thì mẹ cứ giữ đấy. Để ít hôm nữa con lợi thời điểm nói chuyện với cháu Trang để nó nhận món quà của bà ngoại nó. Mẹ nhé. Mẹ nghĩ là con bé sẽ vui khi biết bố suy nghĩ tích cực như thế này. Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ không phẫu thuật nữa. Con không đồng ý ạ. Các bác sĩ nói là phẫu thuật là phương án tốt nhất, nếu thành công sẽ loại bỏ hoàn toàn được những nguy cơ. Nếu không thành công thì sao? Mẹ sẽ phải nằm trên giường bệnh suốt đời à? Mẹ ơi, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, chúng con lúc nào cũng sẽ ở bên mẹ mà. Chúng con sẽ chăm sóc cho mẹ đến suốt đời. Mẹ biết,
Nhưng mẹ không muốn nằm trên giường bệnh suốt cả đời. Mẹ muốn còn sống ngày nào mẹ khỏe, mẹ tự đi lại được và tự lo cho bản thân mình. Nhưng mà nếu quyết như vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bất cứ lúc nào, mà thậm chí là còn rất nguy hiểm nữa mẹ ạ. Ai rồi cũng phải đi đến điểm dừng chân cuối cuộc đời. Nhưng mẹ không muốn sống lay lắt, sống không có ích gì, rồi làm khổ các con các cháu của mẹ. Mẹ, chúng con cần mẹ. Mình xin bác sĩ hội chẩn. Sau rồi lúc đấy mẹ quyết định thế nào thì cũng chưa muộn mà. Mẹ biết, nên mấy chục năm qua mẹ đã sống vì các con các cháu. Nhưng giờ mẹ xin phép các con cho mẹ được quyết định sống theo như cách mẹ muốn, được không? Mẹ không sợ cục máu đông đâu, mà mẹ chỉ lo các con mà vì mẹ mâu thuẫn rồi cãi cọ, làm tổn thương lẫn nhau. Mẹ chỉ mong các con yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, các cháu được trưởng thành, giữ được nếp nhà. Chẳng gì bằng sống tử tế, hòa thuận đâu các con ạ. À.